Xin chào tất cả các bạn nhỏ đáng yêu của trung tâm Hava. Ngày hôm nay, trung tâm Hava sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện vô cùng thú vị và ý nghĩa mang tên Đừng quên nói xin lỗi bạn nhé. Bây giờ, các con hãy chăm chú lắng nghe câu chuyện nhé. Cả tím đang chơi xếp hình, súp lơ không may đá bóng vào, làm đổ hình mà cả tím vừa mới xếp. Súp lơ ơi, bạn phải cẩn thận chứ. Tớ xin lỗi cả tím nhá. Không sao đâu. Bạn cả chùa đang định đi ra ngoài chơi thì súp lơ lại gọi. Cà chua ơi, bạn đi nhầm giày của mình rồi. Ôi, mình xin lỗi súp lơ nhá. Không sao đâu. Bạn cà chua đang đọc sách thì bạn hành tây lại chơi chấm ầm ĩ. Bù 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 bù. Hành tây ơi, bạn có thể chơi nhỏ tiếng một chút được không? Mình vô ý quá, xin lỗi cà chua nhé. Không sao đâu. Chúng mình cùng đón xem có những tình huống gì xảy ra mà chúng mình cần phải nói xin lỗi nữa. Bắp cải đang say sưa múa ba lê, còn hành tây đang đi lấy nước để tưới hoa. Không may, bạn bắp cải đặt chân vào chậu hoa. Con... bạn phải cẩn thận chứ. Chậu hoa vỡ mất rồi. Bắp cải cúi đầu nói, mình xin lỗi bạn hành tây nhá. Tuy bạn hành tây rất buồn đấy con ạ, nhưng vì lời xin lỗi bạn đã nói rằng không sao đâu. Bạn nấm hương đang đi xe đạp vào vùng nước. Lúc ấy bắp cải đi tới chợt bị nước bắn khắp người. Ôi, bạn phải cẩn thận chứ. Trời ơi, ướt hết rồi. Mình xin lỗi bạn bắp cải nhé. Mặc dù bị nước bắn vào người, nhưng vì lời xin lỗi chân thành của bạn nấm hương nên bạn bắp cải lại nói không sao đâu. Vậy qua câu chuyện ngày hôm nay với rất nhiều tình huống của thế giới rau củ quả, chúng mình thấy rằng chúng mình hãy biết nói lời xin lỗi bạn nhé. Câu chuyện của chúng mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào những câu chuyện lần sau.